Bác cái quần này. Này chọc tư con lấy 130 con mình đi. Ngay trên đầu luôn. Ngay trên đầu đấy. Ờ đúng rồi, con cầm nó lên này. Cái video đập lợn thì bố mẹ mình đã hứa là mua cho lợn về để rút tiền của năm nay để tiết kiệm cho một năm mới. Thì cũng mình đang có mặt đứng tại cửa hàng để chơi mẹ mình với em mình đang chờ mọi người quan trọng của mình nhé. Chào ông nhé. Anh Thư đã chọn được chưa? Mua đồ chơi như em đấy á. Hay thích xe cẩu, Thư? Hay là anh Thư chơi cờ cần cẩu? Mua về xúc cát. Thích xe đạp không? Này chưa? Xe đạp ở nhà có. Sang năm con lớp 1 rồi, sao con đi được nữa? Ừ, ở đây.
đấy toàn cho trẻ con nên em mẹ em à. Em mình mới chọn được thôi chứ ở đây chả có cái gì phù hợp cho mình cả. Thế bảo An được mua cái này thích không? Rồi về chơi xong phải xếp gọn vào như này nhá. Chào ông chưa?
tờ. 5 tờ thôi. 我们要。
chị này, kẹo cổ lên chị, kẹo như này đấy. Ấy, cái chỗ để cung sa phong này.
mọi người. Đây là gương. Nó từng chi tiết ở bên trong ấy luôn. Nó từng chi tiết luôn này. Ở đây có chỗ để cục xà phòng. Cục xà phòng đây. Còn đây là một cái bồn tắm mà ui chỗ xả này nó không có lỗ. Ui Thu ơi, chị Thu ơi bạn đúng luôn. Bạn nhưng không có nước. Chi tiết trong nhà tắm luôn. Ô có cho để thịt phòng luôn. Nên một viên kẹo ấy. Đây là... Ui nó xinh. Đây là kem đánh răng này. Đây này nữa. Ô có cả tiếp kem đánh răng mini nữa. Đây là cái gì hả Thư? Thư ơi. Nó bị giống rồi. Ôi cái bàn chải ê, chi tiết luôn. Ê ơi trong nhà tắm phải có chứ. Hay lấy cái này đi tắm được ấy. Kì ghét được mà. Bồn tắm. Nhìn cái chữ mắt cô nhỏ. Đấy, chữ ở chỗ chữ tay. Ôi ơi, vặn chụp thật nha.
rồi. Và hôm nay hai chị em mình đã được bố mẹ mua cho lợn để tiết kiệm ở trong một năm đến cuối năm để đập con lợn này ra. Và bố mẹ mình cũng đã mua cho bọn mình một bộ đồ chơi trong phòng tắm. Thì lúc nãy mình cũng đã giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi này rồi. Thì mình muốn gửi lời cảm ơn tới bố mẹ đã mua cho hai chị em mỗi người một con lợn riêng để rút tiền cuối năm để xem được bao nhiêu tiền. Các bạn cũng hãy tiết kiệm với mình nhé. Và mình xin kết thúc video tại đây. Mọi người nhớ ủng hộ, đăng ký, like, share và subscribe kênh cho mình nhé. Tạm biệt mọi người.